bảo cho con nữa kìa, nó lú đầu ha, đúng không ha? Đúng rồi, chụp con này anh Châu, chụp con này làm đậu này coi. Từ từ chú Hai ơi, từ từ chú Hai ơi, đó còn anh Châu. Ôi trời có nắng rồi. Đó. Ra đó, ra. Nắng rồi, nắng rồi. Đó chú Hai. Đúng rồi. Bự đó dạ. Đó, bự rồi mà. Đấy, cái này đúng rồi. Ôi vậy là ngon lành rồi. Đã quá. Còn đó chứ. Ủa lưới sao luôn. Bự lưới này lưới bự. Lưới sao? Đó. Chứ ước mới nha. Bự ơi. Đó. Đậu của mình. Bự không? Bự. Bự. Bự á, từ từ. Chưa, nó còn đó, chưa, chưa. Đó. Đó, đúng đầu lên chú Hai nha. Hay rồi, hay rồi. Bự ổi hai ba con luôn, vậy là còn đây rồi. Hả? Lịnh. Đây 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 đây, bỏ đây bỏ đây. Mở cái lồng ra để xuống đó. Chết luôn rồi. Ôi, hai tay hai con luôn. Chết luôn rồi. Mở cái lồng xuống. Ừ, rồi bắt vậy đó. Mưa tới rồi nha các bạn. Nãy mình đang, anh em mình đang thấy trời nắng ngon quá, mình tính đi bắt chuột mà giờ vô tới trong chỗ mình bắt mưa rồi. Trời ơi mưa thấy không bóng dữ luôn chú Hai, chắc mưa lớn à. Hàng không chú ơi? Xung quanh bà con lấy nước vô rồi nha các bạn. Giờ còn có cái bờ này khô nè, nên chuột nó hở nhiều. Hay dữ. Bé ơi, lượm vô bé ơi. Chiến lợi phẩm đầu tiên. Mày, mày. Hay quá bé ơi. Đông, cái hàng nó đông người lắm đó. Ủa? Đó. Quá này dữ lắm đó nè. Ủa, cái hàng chú Hai ơi. Đó, bự nè. Xuống nước, nó xuống nước, xuống nước. Đó chú Hai, đó 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 đó. Trời ơi làm sao thoát được chú Hai. Mở nắp bé ơi, mở nắp bé ơi. Nửa hành trọng nữa. Coi chừng mấy hang chú Hai. Đó, có lấy nè. Đứng ra kịp không? Hay quá, lẹo quá. Ủa, con bự, con bự. Rồi, vô hang, vô hang. Hang này, hay nè. Đây, nó mới chui vô đây. Chưa, nằm đóng á. Đứa, nhỏ. Nãy chui vô đây nè, anh Châu đây nè, hang này nè. Này nó chạy ra đó. Đó. Lứa lứa này, chuột lứa. Nghe kêu chít 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 ở đầu rồi đó. Nè nó chui vô hang chân em dậm nè. Chuột bự. Nè em đang ém nó nè, đó. Đúng không? Cái hàng bứt lại cho đi. Đó. Lứa anh Châu, lứa hả? Lứa. Lứa đây. Để hang này chú Hai ơi, hang này đi con bự. Nè, nè. Nằm
bỏ ra. Còn nữa kìa, nó ủi lú đậu hả luôn hả? Đúng rồi. Chụp con này con dâu, chụp con này con lầm đậu này coi. Trời, chú Hai ơi, từ từ chú Hai ơi. Đó còn anh Châu. Ôi trời, có nắng rồi. Đó. Để ra đó, ra quay cho tay đứng. Đó, đó, đó. Để lú đầu, từ từ lú đầu à. Lú đầu, lú đầu. Từ từ, nó khó một tí đi. Nè, nhóc nè. Nắng rồi, nắng rồi, nắng rồi. Đó chú Hai. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, bự, bự. Để chỗ này, đúng rồi. Trời ơi, vậy là ngon lành rồi. Còn đó chứ. Đó, đó đi. Đó, 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 chú Hai, kiếm chú Hai. Ủa, ủa, lưới đâu luôn. Bự, lưới này lưới bự. Lưới này sao? Để tự, tự, tự. Chuẩn bị bay ra đó, nhiều lắm. Đó. Chú Hai mới nhau đó. Bắt mưa đúng không? Nhiều lắm. Bên góc luôn đi. Kéo ra luôn Châu ơi. Đó, nước nhúc nhích, nhúc nhích là ảnh đó. Đó, đó. Đó, đó. Đó. Đậu của mình. Bự, bự, bự. Bự, bự, bự. Bự á, từ từ. Từ từ. Đó, ọc qua đó rồi đó. Đó, cho anh chụp. Được rồi, chụp. Được rồi, chụp. Chụp lên gặp Châu. Chụp lên gặp Châu. Châu. Đông tiêu rồi, lặn ra luôn hay gì rồi. Chưa, nó còn đó, chưa, chưa. Đó. Đó, đúng đầu lên chú Hai nha. Hay rồi, hay rồi. Đổ ổi hai ba con luôn, vậy là còn đây thôi. Đây 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 đây, mở cái lồng ra để xuống đó. Chết luôn rồi. Ôi, hai tay hai con luôn. Chết luôn rồi. Mở cái lồng xuống. Ừ, rồi bắt vậy đó, bắt không? Lửa nè các bé. Còn tại đây nè. Đó chú Hai. Nó bị dồn mà. Nè, bỏ cái lồng vô đây đi. Ra cái nắp lại tay tao. Ôi, tính ra này mình chơi chiến hùa, chiến thật này ngon hơn hổm. Thì nó hổm là nó. Mình đâu có đào cực đâu. Nó bắt dễ dữ lắm. Hết hay cho hết chưa? Còn đi nữa nè. Còn đường đi nữa không? Nó ngợp nữa lên nè. Để con cô này mà. Ôi, tính ra có hàng này bắt. Đó. Học vô phải không? Nè ra đây. Lớn lắm. Đây, quá trời luôn nè. Đó, đây. Đó, dưới tay chú Hai có cái hàng nó lú đầu chú Hai. Nè chú Hai nha. Ừ, bự á, bự á. Đó. Bự. Ừ, cái hổ đó. Ừ, anh Sang chính rồi. Ê, anh Sang. Sao được luôn hả? Dính luôn không? Nè. Đây nè, bên đây nè, nó con chạy chạy bên kia nữa kìa. Trời ơi, quá mệt luôn. Bé, lòng bé ơi. Đập chứ chưa? Đâu biết nữa. Chân anh nè. Đâu nữa. Em dưới đó. Rồi, nặng rồi. Trời ơi đó. Bự không rồi đứng ơi. Ôi, bự không. Trời ơi, coi nữa. Bự 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 bắt nữa. Nè, nó tao qua đó đó. Lôi đầu lên nè. Đó, luôn luôn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời qua chỗ này. Bỏ vô. Đâu. Lấy bắt chuột con đó. Bắt chuột con. Liên tục luôn. Mẹ bắt chuột con. Còn nữa không? Còn nữa không? Còn cái hang trong đó kìa. Rút nó. Cặp về luôn đi. Nhìn ra đó. Mãi vừa tới rồi. Mẹ rút vô đây, tí hơi nằm dưới. Nằm dưới nha. Ờ, ok. Rắn kìa. Đó, đây còn cái hang dưới rồi. Gì rắn hả? Đó là rêu. Cái hang này nè. Ôi, ôi. Hang đâu? Nè. Có chỗ cái hang mà nó hà luôn nè. Ôi, ôi, đếm giùm bé, đếm coi nhiêu mấy chục con bé. Bé, bé, nửa đó cho bé nghe phải. Nửa đó bé nghe coi. Hả? Nè, nè. Hà luôn, dồn lên hà luôn. Ghê kìa. Một cái hang một. Ừ, kiếm vậy đó, lụm mà, cái cây thì phải chở rồi lụm mà. Nay nước cũng về đồng ngập nhiều rồi nha mấy bạn. Bây giờ là mình đang chuẩn bị đi vô mùa nước nổi nha. Xảy luôn hả? Đúng rồi nè. Đâu đâu quay lại cho bé. Quay lại coi, đưa cho. Lên lên kìa. Lên lên rồi, chết bạn chồng em. Cái nữa, cái nữa. Chào chào. Dính không, dính không? Vô. Cầm quay lại anh cháu. Ừ đó, đúng rồi. Đây, vô lòng, vô lòng. Đó, chụp. Đâu rồi? Lặn rồi, lặn rồi. Lặn rồi, lặn rồi. Nó làm lẹ quá, làm kịp. Cháu, cháu, cháu. Ủa?
liên tục á. Chú hai hay quá, chú hai ơi. Để đây, cái lồng đấy. Để lồng, lồng, lồng đấy. Chú mà nó chọn này nó không có bị cắn. Mệt chưa bé? Chưa. Đi đầu ơi, nó nằm đâu á. Cái hang này còn nữa nè. Rồi nhiều lắm. Ủa thằng bé giờ muốn đi hết nổi rồi nha các bạn. Quá chừng luôn nè. Ôi, bữa nay bằng gấp đôi hả mấy em, mình đi đào 3-4 tiếng một hồi. Trời ơi, hằng hà luôn mãi ơi. Mấy bờ chuối vậy nè, chuột ở mới nhiều nha mấy bạn. Được không? Được chưa, được chưa? Chết chưa? Vớt đây đi. Chết chưa? Trời ơi, con ốc mà bự dữ vậy nè. Nè. Trời ơi, con ốc nha mấy bạn. Kìa, lụm kìa. Đây là con cái gì á? Trước con. Hưng quá. Nay cho bé khiêng không nổi luôn. Chị nào mệt nó cháu nghe bé. Thái ca. Ờ thái ca. Cháu phụ. Trời ơi bám con hả chú hai? Trời ơi lên đây nó đụng mày chèm luôn rồi. Ủa để chèm, nó nổi lên, nổi lên. Trời ơi quá trời luôn, đụng mày nó chết luôn. Đâu còn con nào nữa đâu. Ba con rồi phải không? Rồi vậy hôm mình bao cái hang đi, lắp hang lại đi. Chuột nhiều lắm nghe mấy bạn. Nhưng mà nước nổi vậy mình dí không có sể, nhiều quá. Đó nãy à. Ha, ha. Đúng nè. Đó lượm. Ai. Còn mấy con bự nữa mà. Sẵn sàng luôn. Tung lửa đó. Đây 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 đây, đi luôn không. Đó, bự đó. Nhìn nó ra nữa. Đó đó đó, còn nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích chú hai ơi. Lượm đi, lượm đi. Lượm tay. Trời ơi, gì vậy? Bỏ vô. Bẻ này đụng quá. Ôi ôi tới miệng luôn á. Chú hai ơi. Được không? Còn không thằng lý đâu đi. Cho qua đó cho. Mẹ. Mẹ ơi đi. Lấy vô, tấn lại, tấn lại, tấn lại. Rồi. Nhúc nhích, nhích nó ra. Trời đụng cái đầu kia, biết cái đầu kia cái đái đất đóng lỏng. Thập thò hả? Thò. Năm liền là thập thò, không lo là chết. Để rồi không? Ơ! Nhỏ xíu à. Bự luôn. Đó đó. Bự quá, bự luôn. Trời. Ê! Thằng Hà luôn. Trời luôn. Bự mẹ quá trời mấy ôi. Ôi. Quá nó bò vô quần chú hai luôn kìa. Em lại. Em lại. Trời ơi. Mấy con á. Để. Con nó vừa vô quần chú hai con nữa hay gì đó. Trời quá. Mình đâu cũng mày ra cái đừng có ra cái này đó chút xíu rồi. Ôi cái ốc này. Ôi đúng rồi kìa. Tết đúng rồi quay tới. Đó rồi phải không? Còn cái hết gì? Đằng đâu? Hả? Ừ. Ôi đó còn hang nữa. Mẹ nó giỡn giỡn cái chân giỡn giỡn ra bên kia đó ông nội ơi. Không có mày đứng đó rồi. Trời ơi giùm nữa kìa. Đó. Hả? Trời. Đó đó rồi, lượm 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 lượm. Bé ơi. Nó ngon nè. Gì vậy? Nó bự 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 bự. Lượm lượm bé chụp lại liền coi chừng nó cắn. Đây nè, cái đống cái đầu. Trời nắm đầu cũng nắm đi, nắm cái đít. Chết luôn. Nắm chết luôn. Động nó ra đó. Ừ. Ê, ê, ê. Đầu nó bự. Mày ơi mày. Con chạy lên đó. Bự á. Lẹ quá mình làm không kịp. Mấy bờ này cao quá vô nghe. Hết tiệt rồi, hết tiệt. Kẹp chú hai kẹp không? Vô nữa hả? Hồi nãy nó vô, vô chạy ra vô. Mày cái đầu cũng chết à? Trời ơi, cháu ơi. Dính chưa, dính chưa? Ké. Đúng rồi, được con rồi đó.
Rồi nay con bé lên chuột mệt. Nước tới nước tới nước tới nước. Con ơi. Đó, phải nó chứ hả? Nè, đó, đó, nó ục ục ở đây đâu. Nó thấy không? Chuột quá. Cái lửa chiên anh Châu à. Đó, nó đùng lên đó, nó đùng lên. Đùng lên. Kịp không chứ anh kịp. Bé bé bé. Bé. Hết. Ôi, con bé mắc mệt luôn. Còn còn anh Châu. Chú hai ừ. Đó. Vô nữa. Vô đâu? Cái bên kia mình ngoéo lên cho nó hết đi chú hai để nó bò. Hết rồi. Chạy gốc chú. Hết hả? Hết rồi. Nó chạy vô trong rồi. Mệt chưa bé? Chưa. Nè bé mới có 15 tuổi nha các bạn. Nhưng mà biết yêu năm hồi 12 rồi đó. Wow. Như này chụp con rắn hả? Ờ, nó rắn chỗ. Ôi, chắc có khả năng là nó ngủ hành quá hả? Quá, nó lũ khủ rồi luôn nha các bạn. Nào không nào tình hình sao chú hai cùng không nữa rồi. Khổ nè. Lượm luôn lượm luôn nè. Trời ơi, nó lũ khủ nè. Nó lội nè, thấy thương luôn không? Ừ. Đó. Có dùng cái đó đó. Dạ, té luôn à. Đây có nữa nè. Lắm. Hàng bự luôn nè chú hai, bên cấp chuối nè. Trời. Nè đánh cháu đó, 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 đó. Trời ơi, đi, chơi 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 đi, tìm ru luôn rồi. Trời ơi, thằng Hà luôn, cái hang này nó bò quá bò lại. Quá chừng luôn. Trời ơi, thằng Hà luôn nè. Trời ơi, anh Châu lại, anh Châu nhìn nè, coi nè. Cha con nó nè. Trời ơi, nó chạy ra đó. Trời ơi, bự, bự bò trên bát luôn rồi. Trời ơi nè. Dữ luôn rồi. Trời ơi. Vậy. Mắt lan khá. Bé ơi. Bé ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thằng Hà luôn. Trời ơi. Cái Hà nó nhìn thấy khủng luôn á. Được ngoài dính chưa? Trời ơi, nó bò qua bò lại cái hang nè. Đó rồi đâu, con bự rồi. Hai. Kiếm con cỏ rồi. Trời ơi, nó leo cây. Đó. Trời nó leo cây hà luôn kìa. Trời. Hai đứa con lấy này. Ôi, chuột leo cây nha mấy bạn. Đó nè. Đó. Nó đó. Ơi, hà luôn. Trời ơi. Đó đó đó. Đem cái lồng ra đi. Lồng đâu? Lồng đâu? Đó rồi nè. Nó chết 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 chết. Đâu không chụp đây. Chưa chết. Trời ơi, nó mọc. Lỗ, có lấy. Đó. Đó.
Giật qua luôn, má ơi. Chọn đi Châu ơi. Về luôn. Cô con ở đây một cái bán ở trong góc cả nè. Ôi rồi tía. Đó, đó cái hàng đó đó nè. Đó, đó đầu ra đó. Đó. Lượm lượm chứ hai lượm. Lượm. Ui nè. Đó rồi. Đó rồi, hết đâu mà hết. Đó rồi tía. Là ừ nó ra đó đó, nó xuống nó cù đó. Nè, đó 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 đó. Chụp luôn, chụp luôn, chụp luôn. Chụp luôn. Ở đây đâu ta nãy nó chạy dữ lắm à. Dạ đúng không ta vậy. Quấn một cái bự luôn thôi. Nè. Tổ gì kia. Làm chủ nó bự ra luôn. Bự luôn. Rồi chờ mấy cá to luôn. Nó nằm trong đó đó. Tàn phá tàn quá. Bữa nay tàn phá bữa. Đâu rồi. Có rồi hả tía. Có rồi. Ủa con hé con hé. Tính ra cái bình bát này nhiều dữ. Nó không đất. Thầy kia hả. Còn nãy giờ chú bắt hết rồi. Đâu hết còn. Sao vậy? Còn ra đi. Nhấp cái gì cái lửa luôn rồi đó. Chết ta nhấp nữa rồi. Cho cái lửa. Quá mê hả tôi. Bắt hấp dẫn hả? Quá mê ly. Đó, chạy lại đó. Không chết được. Chớp. Đó. Đó nữa kìa. Đó. Đó đi đó. Còn nữa kìa. Ngồi nó đi. Rồi. Nhiều lắm, còn trong hang đó, nhiều lắm rồi. Chết đủ cái lỗ chết nổi luôn rồi. Quá trời. Thấy vậy đó, đó, chùa đó đó. Đó. Đây nó chọc. Chết rồi. Lại nghe cho đúng vô rồi. Đó kìa. Mấy tạm mấy tạm vô luôn. Mấy tạm mấy. Đảo. Dưới chân, dưới chân, dưới chân, dưới chân. Mấy. 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 Chụp cái đầu nó đó, để nó cá. Rồi chắc lùa ở đây hết rồi đó. Anh trên trên đất phù sa. Quá trời chỗ đó lên đi. Quá luôn. Bữa này thành quả của mấy anh em mình nha các bạn. Nhiêu đây chắc cũng cỡ 5kg chuột á. Ôi con này. Kỳ vậy. Đưa cầm gì anh Châu sợ. Cá. Quay 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 nó mặt cái gì đó hả? Nó mạnh ghê nó nhảy. Mày hả mày? Vì kéo rút xương là chết luôn ha. Chưa chưa còn sống.